Xin chào các bạn đến với kênh của Cường Hải Phòng. Hôm nay Cường Hải Phòng giới thiệu cho anh em cách nhận biết sữa ong chúa nhé. Đấy, sữa ong chúa. Cái màu này nó cũng giống với cái màu của sữa chua anh em nhé, nhưng mà sữa chua nó nhạt hơn. Còn cái màu của sữa ong chúa đấy, nó càng vàng thì chất lượng nó càng tốt nhé, mà tốt nhất là cái sữa ong chúa của cái cây ngô nhé anh em nhé, bắp ngô ấy. Đấy. Về cách nhận biết thì cái sữa này ấy, là anh em mở ra đây. Hơi mùi nó ngai ngái anh em nhé. Đấy, còn chất liệu nó như thế này. Đặt quánh như này anh em. Đây anh em. Đặt quánh luôn nhá. Đấy. Cái này là nó làm được là sữa ông chúa này là do các con ông thợ nó làm anh em nhé. Ông thợ nó làm nếu trong thiên nhiên thì ví dụ đàn nó chuẩn bị tách ấy, là nó làm mấy cái mũ chúa mà nó dài đấy, nó dài như kiểu to bằng con ông chúa thì nó gấp đôi con ông thợ anh em nhé. Nhưng mà tất cả đều là do con ông thợ nó làm ra cái sữa chúa này để nuôi con ông chúa. Mà con ông chúa đấy, trong tổ chỉ có chức năng là đẻ thôi anh em nhé. Nó giao phối một lần với con ông đực mà nó đẻ đến hết vòng đời ấy luôn. Một con ông chúa nó sống khoảng vài năm. Còn nếu mà ông chúa mà nhân giống ong nuôi thì khoảng 9-12 tháng rồi đó. Là phải thay con ong chúa khác để sức sinh sản nó làm thành cái đàn khác anh em nhé. Còn về thằng sữa ong chúa này thì nếu mà mình không dùng nhá, mình không dùng thì để vào ngăn đá, còn dùng thì để ngăn mát. Và chất lượng của nó thì càng màu nó càng vàng. Càng vàng thì là chất lượng càng tốt. Còn màu trắng nhạt nhạt thì sữa nó kém anh em nhé. Còn quá trình tạo ra cái sữa này, cái sữa ông chúa này, quá trình tạo ra của nó là sao? Là nó được làm từ con ong thợ. Nếu con ong chúa, những con ong thợ đấy nó chọn con ong chúa tiếp theo để dẫn đàn hoặc nó tách đàn nhé, là con ong chúa trong đàn nó sẽ bay đi, còn lại cái mũ chúa ở lại, nó sẽ nở ra và nó sẽ chỉ huy cái đàn còn lại nhé. Tách làm hai, một nửa bay đi một nửa ở lại. Còn trong quá trình ong nuôi thì cái người nuôi người ta phải tự nhân chúa. Đấy, tự nhân chúa. Còn cái sữa ong chúa này là đấy là phải bắt đầu từ đàn ong nuôi anh em nhé. Ví dụ một thùng ong 9 đến 10 cầu là nó di trùng, những con trùng khoảng được 3 ngày tuổi là nó di trùng vào. Đấy, di trùng vào nó bắt đầu con ong thợ di trùng vào những cái mũ chúa giả đấy. Một thanh của nó khoảng nếu một lần khai thác được một vài nạng thôi anh em nhé, một vài nạng nó rất là nhiều mũ chúa liền nhau, nó làm cho con ong thợ tưởng đấy là mũ chúa thì là cứ thế nó nhả sữa vào thôi. Đấy, một cái sữa này nó làm từ mật hoa này, rồi những cái phấn hoa mà thành những cái sữa này anh em nhé. Đấy, còn về nhận biết của nó thì nhận biết sữa ong chúa thì cái vùng vị của nó đây anh em, vị của nó là rất là khoan, ngái ngái này, xong bắt đầu vào thì nói chung những người mới tập ăn rất là khó. Đấy, vị ngái ngọt vào trong cổ, nó khé cổ này. Tôi dùng quen rồi nó đỡ. Anh em nào mới dùng ấy thì làm một thìa này chẳng hạn đấy, mỗi lần dùng một ngày một thìa muỗng cà phê nhé, lấy nước ấm nuốt vào cái lấy nước ấm uống được cái xong, sau này ăn quen rất là tốt. Cái này nó dành cho những người da rẻ kém hoặc là để bôi mặt cũng được.
bôi mặt cũng được nhé anh em nhé, bôi mặt là về da dẻ cũng rất tốt, trẻ con suy dưỡng còi cọc thiếu kẽm dùng nó cũng tốt. Còn cái này nó về cái phát dục hoặc là gì là rất là tốt, nếu mà anh em nào mà nó, nhà nào có những đứa con nó như con gái tuổi dậy thì đấy là mình nên dùng ít thôi, bởi vì cái này nó dùng cho về cái hormone sinh trưởng rất là tốt anh em nhé. Đấy. Đấy, cách làm đấy, một cái hộp sữa ông chúa này một cân thì nó rơi khoảng một triệu đến 2 triệu anh em nhé. 2 triệu là nếu là tốt, còn lại bình dân 1 triệu hơn 1 triệu thôi. Đấy, cách dùng cũng đơn giản thôi, dùng thì cho vào ngăn mát, không dùng thì cho vào ngăn đá anh em nhé. Rồi, xin chào hẹn gặp lại anh em ở clip sau.